Khiến iPhone nhanh hỏng hơn. Sử dụng sạc không rõ nguồn gốc. Việc sử dụng các loại sạc iPhone không rõ nguồn gốc có thể đem đến tác hại không thể lường được, ngoài ảnh hưởng độ bền của pin, sự ổn định của thiết bị, không ít trường hợp cháy nổ của các thiết bị nguyên nhân đến từ việc dùng sạc kém chất lượng. Để tránh phải việc này, khi cáp và củ sạc đi kèm theo máy bị hỏng, người dùng nên chọn các thương hiệu có uy tín trên thị trường hoặc chọn các nhà cung cấp uy tín cung cấp sản phẩm chính hãng để thay thế. Sạc pin qua đêm vẫn là một vấn đề gây tranh cãi, bởi nhiều người cho rằng công nghệ pin hiện tại sẽ giúp thiết bị ngắt sạc tự động khi nạp đầy. Tuy nhiên các chuyên gia của Apple khuyến cáo người dùng nên ngắt sạc trước khi thiết bị sạc đầy 100%, với mức pin từ 20 đến 80% sẽ cho hoạt động hiệu quả nhất với thiết bị. Không tắt nguồn Giống như các máy tính cá nhân, những chiếc smartphone cũng cần được nghỉ ngơi bằng cách tắt nguồn. Theo các chuyên gia, tốt nhất người dùng nên khởi động lại thiết bị ít nhất một tuần một lần để đảm bảo độ bền cũng như trơn chu trong quá trình vận hành thiết bị luôn bật GPS. Không ít người luôn để định vị GPS mở, điều này rất ngốn pin thiết bị và thậm chí nó còn khiến người dùng bị theo dõi từ xa, do đó trừ khi sử dụng các phần mềm cần GPS như bản đồ, ứng dụng gọi xe, người dùng nên tắt định vị trên điện thoại đi. Sử dụng thiết bị trong điều kiện bất lợi. Sử dụng máy trong điều kiện nhiệt độ cao, liên tục sẽ ảnh hưởng rất lớn đến độ bền thiết bị, pin và các linh kiện khác. Vì vậy nếu cần sử dụng nơi có nhiệt độ cao như ngoài bãi biển người dùng cần tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào, ngoài vấn đề nhiệt độ người dùng cần chú ý đến độ ẩm nơi sử dụng thiết bị, trong điều kiện ẩm ướt như nhà tắm, hơi nước có thể lọt vào điện thoại và ảnh hưởng đến thiết bị. Không sử dụng ốp lưng. Thực chất, chiếc ốp lưng rất hữu dụng cho việc bảo vệ những chiếc điện thoại chứ không riêng gì iPhone, ngoài hạn chế những va đập trực tiếp vào máy, chiếc ốp lưng còn có thể bảo vệ các cổng kết nối, giúp tránh bụi bẩn len lỏi vào, đặc biệt là đối với iPhone một dòng điện thoại rất ít màu sắc lựa chọn, ngoại trừ iPhones và iPhones, nên ốp lưng còn mang lại vẻ ngoài tươi mới, màu sắc hơn, tránh đi sự đơn điệu và nhàm chán khi dùng. Gel -break máy Việc gel -break máy sẽ giúp người dùng cài thêm được nhiều phần mềm chưa được Apple chứng thực, nhưng mặt hạn chế là người dùng sẽ không còn nhận được sự hỗ trợ chính hãng từ Apple ví dụ như các cập nhật bản và hệ điều hành. Tệ hơn nữa là các dữ liệu của bạn có thể bị ăn cắp một cách rất dễ dàng. Vì các ứng dụng cài thêm mà chưa qua chứng thực của Apple rất có thể là phần mềm gián điệp. Đóng các ứng dụng đa nhiệm. Nhiều người dùng lầm tưởng rằng các ứng dụng chạy ngầm là tác nhân dẫn đến việc thiết bị tiêu hao tài nguyên như RAM và pin, nhưng thực tế giám đốc kỹ thuật phần mềm của Apple ông Greg Federighi đã từng nói việc đóng ứng dụng trên iOS không giúp gì cho điện thoại tăng thời lượng pin. Trang hỗ trợ của Apple cũng có lời khuyên tương tự khi nói rằng người dùng chỉ nên đóng các app khi chúng bị treo hoặc lỗi việc đóng các ứng dụng và mở lại còn được đánh giá là gây tiêu tốn năng lượng để thiết bị khởi động lại ứng dụng hơn như quỳnh nguyễn quang